Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với sự phát triển chung của xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của người dân tỉnh ta cũng không ngừng được nâng cao. Những năm gần đây, bộ môn khiêu vũ thể thao, dân vũ dưỡng sinh được nhiều người dân Nam Định lựa chọn làm bộ môn thể thao luyện tập hàng ngày. Không chỉ nâng cao thể chất, thêm độ mềm dẻo linh hoạt, tăng cường trí nhớ tuổi thọ, việc luyện tập còn giúp mang lại tinh thần lạc quan, yêu đời, làm phong phú thêm nét đẹp đời sống văn hóa trong nhân dân. Với tên gọi Kết nối và lan tỏa, chương trình giao lưu các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm tổ chức vào tối thứ Sáu vừa qua với sự tham gia của 6 đội dân vũ. Trên 250 hội viên đã đem đến gần 20 tiết mục giao lưu trình diễn đẹp mắt gồm khiêu vũ tập thể và của từng đội trên nền nhạc của các ca khúc truyền thống Người Việt Nam Tôi, Hãy Đến Với Con Người Việt Nam, Tôi Yêu Việt Nam hoặc các vũ điệu nổi tiếng như Samba, Cha-cha-cha, Rumba, Bebop, Bata, Tango, Silogan. Với sự đầu tư chu đáo, công phu, các đội đã mang đến chương trình giao lưu những điệu nhảy khá điêu luyện, chuyên nghiệp và sáng tạo, mang lại không khí sôi động, vui tươi, hứng khởi. Hiện cái chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về cái nghị quyết số 33 về tạo dựng và xây dựng môi trường văn hóa bền vững, phù hợp với lại xu thế phát triển của đất nước, thì dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm sẽ thường xuyên tổ chức những sân chơi lành mạnh và bổ ích. Đó là những sân chơi ví dụ như hôm nay đó là giao lưu các câu lạc bộ khiêu vũ, và tiến tới sẽ là giao lưu âm nhạc dân tộc, âm nhạc hiện đại và giao lưu các ban nhạc trẻ. Để tạo dựng được những môi trường văn hóa lành mạnh, cán bộ Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Triển lãm đã hết sức vất vả kết nối với tất cả các câu lạc bộ từ ở thành phố cho đến tất cả các huyện, và cũng rất may mắn cho chúng tôi là đã nhận được sự nhiệt tình của tất cả các câu lạc bộ dù ở xa như Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Trực và Trần Đinh. Rất nhiều câu lạc bộ cũng muốn lên đây để cùng giao lưu và có một cái bầu không khí sinh hoạt thật vui tươi và đầm ấm. Hoạt động với mục tiêu rèn luyện sức khỏe, mang đến niềm vui, chia sẻ nỗi buồn của mọi thành viên để cuộc sống tươi vui, hạnh phúc hơn. Những bước nhảy từ điệu nhạc đã giúp cho các thành viên trong câu lạc bộ ngày càng gắn kết với nhau. Thông qua buổi giao lưu, các câu lạc bộ có cơ hội được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, luyện tập, nâng cao thể chất, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, góp phần cổ vũ phát triển phong trào khiêu vũ thể thao trên địa bàn. Tôi là một cái tổ chức văn hóa trực thuộc Phòng Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, với những thành viên là tầm độ 7-80 người, sinh hoạt ở cũng là của tại nhà văn hóa của câu lạc bộ của phường Thống Nhất. Thức hoạt động của chúng tôi là vui khỏe và chúng ta coi như là mang cái tinh thần thể dục thể thao đến với mọi người. Khiêu vũ không chỉ giúp cho người tập rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cho họ sự tự tin trong giao tiếp, trở thành sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, thành phần trong xã hội. Tin tưởng rằng sân chơi này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của chính quyền địa phương và ngành văn hóa để phong trào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.